mắt vẫn là lắm của em. Tôi đi tôi hay cái đó. Quan trọng của bài này, có một bài nhắn tin. Cái đó là tao. Anh bị đặt nó mất của em, cái ông mất đâu. Quay các bạn cũng biết rồi phải không, rất là dễ ở bên tiền lâm sàng đó thì họ mới đặt cái này, nhưng mà trong cái sơ cấp cứu lâm viêm đường hô hấp á thì họ cũng có thể nói là viêm đường hô hấp bệnh nhân sợ thì họ bệnh nhân ăn lưỡi đưa nó bắt chích vô bệnh nhân sợ ăn trước khi đặt ha thì bệnh nhân ăn lưỡi thì đó đặt cái quay là dụng cụ như thế này, cái này chủ yếu cái này gọi là cắt lưỡi đè lưỡi nhiều hơn. Cái quay nó phải có cái lỗ để hút thì cái này qua cái này khả năng không khó hơn, thì nhưng mình có thể nắm được tạo gọi là cái quay để hỗ trợ cho bệnh nhân trong một lưỡi, hoặc là trong trường hợp bệnh nhân tăng cái tạm giới thì sơ cứu bắt đầu để đối với mình có thể hút tạm giới được chân chưa. Khi gặp cái quay lên đó thì đâu thì phải có rất là nhiều loại, mình sao có thần hồi sức trẻ em, hồi sức em thì cũng quay cái quay nữa, cái quay của trẻ em ở đây mình đang học về cái quay của người lớn, thì gặp quay lên càng cầm bằng đầu tiên học cái thước để đặt phù hợp với bệnh nhân trong, phù hợp cái thước bệnh nhân trong là sao, mình đặt mình sẽ đo gì, mình dẹp môi nha, dưới tay mình coi nó có phù hợp không, nó ngắn quá hay nó dài quá, nếu mà nó mà phù hợp nó đúng gì thì là mình phù hợp với bệnh nhân này, chưa có thể cầm đầu thẳng trái từ vậy, đây là đo gì, ép môi đến dưới tay giờ này là đúng. Đưa thi cầm đó gì nè. Để nghe không? Rồi đã để thầy rồi không? Cái đó là cái lộn cho nên là nó là cả thể phù hợp không? Chỉ chữ những cái đường đo xác định cứ giờ đo được cánh mũi dưới đây là trong trường hợp nào? Trong trường hợp nào đo cánh mũi dưới đây? Tình nhớ thì đó đó là bạn không biết là làm gì còn trong một người học cái này mình có cái người cần lưng nó nâng cận cái người kể lại thì cái kiến thức mình nó còn nhớ sau hay mới học xong mới qua cuộc thi nó dẫn đi chơi rồi còn cái đó thì không biết lại đó là cứ nói lên đây là lúc đây học bạn có quyền nói nha, thoải mái luôn, không có đó là các bạn càng nói thì bạn càng thấm kèn càng tự tin sau này các bạn sẽ dạng kiến thức đi trâu ra, còn bạn càng không nói thì cứ làm đầu hoài và nói chuyện nói ra sai cũng quan trọng nữa, cố gắng là tự đừng có sai nhiều hơn, nó sai kiến thành nó quen thành sai hoài tao nói cũng gì luôn nha, nói cũng nhớ lại gì nữa, thử thi qua catheter đúng không? Ở trên catheter là mình phải đặt cái ống đo lại một cái kéo lại để mình đưa luôn của bệnh nhân để mình đảm bảo thử thi cái cả đau không khi bệnh nhân mới đưa vào buồng thi luôn chưa, chứ không đưa quá dài là tụ trong là tụ cái này tụng lên cái thành sau ống bệnh nhân sẽ bị cầm được đúng không? Nên là phải thử thi đưa và đưa trên cao hơn cái học nó đưa xuống cái bao hồng đó thì tính sinh sản mũi thôi, cái mũi nó ra rồi nó đưa nó lên để cái này cái đầu hồng đảm bảo oxy nó trong được đưa vào cái quản nhân, giờ thì khi mình đã đo cái nước xong thì giờ mình đã cầm cái cầm của em quay cho cầm như thế này, em quay cho cái mặt gì mặt cong hoặc mặt lõm thì cái cầm như mặt lõm sẽ quay giống cái hình mặt cong quay bên ngoài giờ. Cái này thì nhắc với cái này thấy cái gì nữa còn nhớ gì đông nữa, nhớ cái gì, nhớ cái gì,
kiểu điều mà cầm tổ công nó ngược lên cái là bạn cầm giống giống ai vậy, cầm nó quay cứ gì thì mày cũng bị cầm luôn, cầm nông giới thì buộc nào có cái gì vậy, nó hình dạng riêng giống cái là đúng không biết bị cầm là cầm như thế này. Ở đây tức là mô hình cho nên nhân đi sau của mô hình có căn nếu mô hình như thế này là ở đây mô hình như mình thật cái miệng khai thác sẵn ra có người thật không bao giờ không có hai miệng ra nó chờ phát triển lại nên khi mình muốn đưa thì vô mình thật có dụng cái này mình lại lại vô được thì phải tới giờ thì phải dùng tay kia mở miệng cho thì ở đây thông thường nếu mà bạn mở miệng thì sao miệng nó sẽ phản ứng hơi co cứng nên là phải dùng gì tay của mình mở ra nên mà cầm thì chắc chắn cầm như tay không còn nếu bạn cũng tay phải không mở miệng ra và cũng đi cái thì cầm miệng ra còn tùy bạn không cầm thì cái mình dùng tay phải của mình cầm tay cũng nên người tay không còn mở được thì việc làm không có bắt buộc chỗ này không bắt buộc cầm tay nào cũng được làm sao là cầm thực hiện nhẹ nhàng để vô mở miệng ra để dùng thì đó là bạn cứ làm theo cách của bạn ở đây là không có quyền bắt buộc cái này đúng không khi mình cầm như này mở miệng ra sao mình sẽ đưa hai ngón tay vô bệnh nhân thì đang chép miệng thì mình sao vậy là làm gì thả tim như này tìm được bệnh nhân đang đi mình bảo bệnh nhân để vậy đúng không có ngày là bỏ bí đầm thẳng các bạn có đâu thả bí đầm đâu thì hôm nay gọi là chúng ta bỏ bí đầm nè thì quay lên thả tim nè thả tim nè dễ nhớ là thường nói bỏ bí đầm ngoài bạn nam đâu có xài bí đầm đâu bỏ bí đầm nhưng mà thả tim thì tôi thấy nam nữ đều đưa lại tay hình mình giao lưu thầm ẩm luôn mình cứ chơi thả tim ở đây mình sao mình để hai ngón tay nhân nhịp nhưng hai cung răng cố gắng mình đưa xuống để hai cung răng mình đẩy ra các bạn đừng có vội vàng mình để cái môi mình đẩy ra nhiều là bị dị liệt rồi ha đừng có làm nhanh quá làm ẩu cố gắng đưa lại xong tí ở đây mình có răng rồi vậy mà phải sử dụng cung răng chân nhưng mà gắn dưới thì không có gì cứ đưa xuống dưới đi đừng có đè cái môi này để môi này là người ta nói rằng là đè cái môi chứ không phải đè răng đè trên hai cung răng nên là phải đưa lại xong cũng tí để mà cầm để sao nhưng mà khi mở ra thì sao mở vào cái bên phải chứ đừng có để giữa thoải mái mà mở thoải mái mà mở thì nó khỏi khỏi luôn đó là mình sẽ nghiêng tay vào phải cái mở này thì khi mở ra thì sao mình sẽ đưa vô cứ theo cái chiều cầm mình đưa hẳn cho vô mình đưa đến 1/2 hoặc 2/3 của cái eo quay rồi sau đó mình đưa vô 1/2 2/3 từ mình tùy theo tình trạng nó mình đang mở được bao nhiêu mở được thì rộng và cái lưỡi chỗ của mình đưa xuống 2/3 cũng được và cái lưỡi thoát mình đưa xuống 2/2 cũng được khi đưa xong là mình xoay xoay nhẹ để dành cho việc môi bệnh nhân từ thấy bệnh nhân đi rộng quá cái đưa xuống rồi đưa xuống để làm tim cũng đang ra tay làm tim môi bệnh nhân bây giờ rất là đơn giản trong phần nghe quay như vậy đó nãy giờ bạn thấy là 1, 2, 3, 4 là bốn chân lưng lặp ở dưới đó mình thấy gì không hồi sai thôi nghe tôi là làm và kiểm tra tới đây khi mà lấy ra thì rất đơn giản lấy ra là ở đây chịu đau gì không bị cầm kéo ra không chứ đừng có nói đưa vô như này đúng không cái đưa vô nào cái gai mũi đâu không có sáng tạo gì đâu cái nào cũng đơn giản cho đơn giản đừng có đem phức tạp lên đưa vô gì không có gì chỉ là chỉ một cái sau đó mình sẽ dùng keo dán dán từ gì cái tay của tay cái tay này dán lên lên một cạnh của cái quay bên đó nếu mình dán hai miếng mình dán hai bên này tại vì cái gì ở giữa có lỗ để mình thở và cái hai mình phải đưa cái ống hút tâm nhất luôn sau này mình hút đạp vào bệnh nhân được chưa bắt lại quay khi mình lại quay xong mình làm gì tới mình sẽ cho bệnh nhân trong thời gian mình chờ đợi cậu của em mình sẽ gặp mắt nó bắt chước đảm bảo sự thông khí của bệnh nhân ra không khí bệnh nhân ra không có ngừng mặc dù cái tình cái vấn đề động tác có ra đạt hiệu quả không bằng những con của bạn nhưng mà vẫn còn hơn không có làm được cái việc lúc này bạn có mất cái đạo không rồi cho khác đi sang thì biết thổi mình thổi nằm cái quay ra thổi nó kéo ra quay nên mình sẽ dùng cái mát cầu phong cái mát thì mình có bằng việc thức hoàn hàng đúng không mình này thì bạn cầm lên mình sợi nhẹ như này sao nó có căng quá cái này có vẻ là cũng hơi căng này mình cũng bất thường với trường hợp là nó có quá thức thì mình phải sao xả hơi
đó hơi nói thì sao những cái mát chính đó, có hai cái lỗ này là để lỗ để cắt biểu phòng và cắt có nhiều bụi sinh mụn có bụi sinh mụn sẽ bị tổn thương thận. Thứ hai là đây là lỗ này để làm những bụi bị tổn thương bụi của mẹ nó có lò xo đẩy lên nó muốn và muốn điều chỉnh ngoại cảnh phải gắn như đây đó là kéo nhẹ này kéo này và thấy đây là điểm nha đó và bạn muốn được lại là vô thi là phải đọc
đồng loạt những nhóm này đầu tư phiên bản trước thì sao? Một cái bạn, một cái bạn sao thầy thấy cái bạn là tôi chấm từ khác chấm đấy, bữa tôi sẽ tiếp thầy dạy, thầy dạy thầy đọc đi, bữa đến thầm đến lòng bạn đó thì này đó, chứ không phải tiếp là miệng, nhưng mà tôi sẽ tiếp là miệng thì các bạn nghe là cái chu kỳ là 1-3, nhưng mà các bạn nên tiếp ra luôn đó, là cũng chậm như thế, tôi hướng dẫn xong vô thi tiếp hay là vậy. Ở từ các em các thiên đây tôi kia hỏi đó các bạn hỏi tôi tại sao cũng vẫn không như nếp hết đời tôi chưa nếp trong người cái chu kỳ trong điều tập nếp cho biết cho điều người ta còn nghe gì cũng vẫn nghe nhạc đó. Các bạn biết là sau một tiếng mất là nghe nhạc trong cái đoạn nhạc đó là muốn có điều có nhạc có điều cái mình đếm tới lúc mình đang chậm thì cái nhạc nó có tiếng trống tinh tinh bạn cứ nghe nhạc đó là những tiếng âm thanh đó là bạn nhất cái âm thanh nhất bạn nghe đó là dưới tai bằng điện người ta cài người ta dạy là số tiếng bằng nhẹ à, thay vì bạn nói là 1, 2, 3, 4, 5 thì bạn nhớ nghe vào 5 nghe thì nghe tiếng nhẹ tới nghe nhạc nhịp đó rơi xuống tất cả những nhấn cái mà làm dưới là bạn sẽ cái tần số bạn có điều ứng ở cái tim điều cho nên là người ta hướng dẫn gì lấy vô thiên bật nhạc thôi để cho nhấn tim ha đó là ta hướng dẫn cho bạn này bạn nghe thanh được không? Có âm thanh không? Đúng không? Vô thi á, người khác hỏi chúng thi không cần coi bạn gì nè, mình thấy được. Nghe thấy không? Bạn cũng để đàn bài chúng rất là chỉ luôn. Ờ, để bạn gì là cái khác như vô này không? Nó hở ngoài nè, nó chưa lớn gì. Cái khác trong nó chưa lớn gì. Thấy không? Cho nên chỉ cần tạo ra chưa kịp nhìn mà bạn vừa để là tăng bớt liền nè. Rồi, từ đi chứ. Có cần nhìn nặng nghe mà đúng hay sai? Tại vì khi nghe âm thanh thì chắc chắn trong trong mình nghe như thế này, nghe đây, đúng không? Chưa thi thì nhớ nãy giờ thấy được cầm gì đúng không? Nhớ hình ảnh thấy chưa? À, nhớ nghe. Chưa thi đừng có cuốn lên cái đầu cầm bóng lên. Em dịch tay người, ngón tay em dịch này được em dịch tay đây. Tại cái bóng này thì nó sai, nó phù hợp. Cố gắng mà bóng. Em làm vậy anh em muốn bấm nhưng mà em định theo cái anh hay em nên là tổ từ tới nãy giờ tôi thấy tôi làm gì chưa nhớ cái cảnh gì đó chưa vô khi cũng cần đặc biệt rồi là biết cái này là sai nhớ sai nghe không làm thì tới lúc anh sẽ phải cầm bỏ đi ra đi mát đây đây quay đây chưa ta hỏi tôi cái gì tại vì các bạn nói chuyện các bạn muốn kiếm hết sai cho các bạn luôn á nhưng mà đầu tiên các bạn dũng cảm làm cái mới mọi người tim này nè tim tôi tập hay sao thấy không là tim cầm kim gì tim không mình thấy cái tựa đang mình kim vô đôi khi nó không được làm nào coi thi thì được có hai người tại vì cái phần thi đó là mặt tâm vô thì rất là nhiều bạn vô cảm chức ý tỉnh lệ gì mà tình xuất sắc mà gặp được hai người đó là biết là các bạn không biết là trong quá trình học bạn để tâm đi đâu hoặc là bạn tự học bạn về những chuyện như thế nào mà đến những chuyện tâm trong những cái gì thì mua nên là quán là cầu được tầm xa những cái cơ gì nói xong là một cái cảm giác đó thì nhìn lên nghe nó tự luôn sau thứ hai cái thứ là phần thứ ba là gì một phần quen thấy giờ hai phần bạn có chưa được chưa tại vì tôi có cái robot chưa tần số ha có gì chứ không phải là vô để trong dừng bỏ tay cái này có khi bạn làm gì đánh đổi mà làm gì được mà đè ra mà không được hãy chân đi đi chưa biết chúng ta biết là có nhẹ cái là gì bớt với cái này là cảnh thức kỹ để khi là cảnh thức lùi oxy không ra ngoài ở đây mình đầu tiên mình không có oxy thì bớt gì chứ là mình đang bớt không biết
đúng không? Tôi ví dụ như là lại đây người ta sẽ gì trong cái trường hợp này đối phát bóng người ta kiểu như là bạn gì hỗ trợ hoặc dụng như trong những ngắn thôi, trong thời gian ngắn thôi. Tại vì sao là tôi đưa gì là trong không biết đi đây đây cũng dùng nhiều nhân vì nhiều nhân người ta nó có ở chỗ gì các bạn mong cái công việc qua đó thì qua có gì cứu quẹt và được quẹt cho nên nếu bạn giữ cái mắt bạn có thể bạn nói trở lại là kéo quá thì bật ra ở lớp lớp điện điện hay điện thoại đi sao cũng như chuyên vô cái cũng như cái sự tình đấy cũng như vậy không không biết là có cái đường không biết cái đường cứu quẹt trong cứu quẹt đường dưới cái đường quẹt là đường như thế nào ta thấy đâu đường quẹt không biết những nhân kệ nó tạo ra sao thì trước thì cũng trọng thì đó là trọng cũng như sắc chưa đông cứu quẹt cho nên là như tập pháp của mình điện nha là phải có đội ngũ biết là trọng thời gian mọi người này không thực hiện thao tác bóc những cái vật dụng gì bộ đồ quẹt là tiền rồi chuyển dụng học bộ để ghi ghi mê và đặt cứu quẹt chứ không có những dòng mà tập pháp của bóc 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 quẹt là người dân khỏe thì không có làm nha hoặc là những cái phần cần gì là phải lưu trong này thì ở ngoài bộ gì ngoài các thứ gì phải đặt cái này trước cho bây giờ cái vô sinh mùi để trong thời gian chờ đợi học bộ đó đúng không cho nên là cũng là đặt cái này người xong là cô sinh mùi người ta không có từ không có chuẩn bị cô sinh mùi người ta không có đâu không có chuẩn bị không có đủ ba ba sáu bảy tám để chúng ta chọn cái cô sinh mùi này là người phải đặt này được không để đại đạo chuẩn bị vô thì thân nhân tăng lên nhiều hơn thì ra ở đây mình hướng dẫn những cái phần chính còn các bạn về và các câu chuyện này thì là ví dụ là airway chúng ta chống từ airway là các bạn biết đặt airway là gì túi thì đó tương tự gì mình sẽ nhân ba lần đó giới mắt bóng và đó giới thủ quen ngoài những gì tôi nói tại đây các bạn có câu chuyện hướng dẫn hoặc là các bạn có bị thắc mắc thì cần trao đổi với người hồi vừa thì anh thông chuyển giao thì đó thì bạn có bạn nào đã cũng chịu khó câu rồi và khi đang nghe tôi nói xong nói ra để đáp được rồi không 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 lại và mình chỉ để đáp được một câu đó đó thì sao có chuyện đó kia chưa bây giờ đến phần nghiệm là khởi quẹt khởi quẹt tập ở đây không khởi quẹt không là quẹt thì bình thường là gì nó sẽ nằm ở trong túi như là ống tiêm mình trong túi xé ra vậy đó phải không là nó sẽ được quấn trong một cái ở phía dưới và gì và giấy trên cái đất ở xung quanh rất đều rộng cho nên là cống thì sẽ là dung quấn cho nên khi mình mở ra không mình sẽ mở đầu này là đầu mình sẽ cầm tay được đầu này sẽ đưa như khỏi bệnh nhân thì đầu đưa khỏi sẽ gọi là đầu xa đầu này là đầu gần cho nên mình sẽ xé ống ở quẹt nó chỉ 1/3 của đầu gần xé ra để mình diện cầm cái này ra mình xé ống ra từ 1/3 đầu gần thì sau đó mình sẽ làm cái phần bơm vô cộng thì mình bơm vô khoảng 10 đến 12 thì mình bơm vô để gì mình kiểm tra coi cái này nó có căng để này thì còn hiệu quả không hay là gì không tiêu cái đó là nếu mà không tổng quản mới mở ra mình bơm vô mà nó như này là tổng tổng quản nó không đạt được không biết là làm được đổi cái gì khác chưa ở đây mình học thì hướng dẫn các bạn thấy thôi chứ mà đổi cũng như đổi còn khác thôi còn đâu học đó mình làm kiểm tra như này mình mời nó khi kiểm tra nó mình còn muốn bên này nó mềm không tự không thì kiểm tra cái này có đường bơm này bơm này mình coi nó đạt được đâu không tại vì cái trong cái mask thì này mình kiểm tra được một hồi thì như thế này là được nhưng mà với cái này phải nói như thế này được không kiểm tra được thì các bạn sẽ kiểm tra các cái gì đường bơm vô làm sao có thể bơm bơm này bơm này thì độ đạt hồi nó phải là gì cho chữ lượng này ở đây thì độ đạt hồi thì nó gì là nó vừa rồi nó mà nó mềm hơn thì nó không kinh mà nó căng hơn là chèn ngang cái lòng độ chú quẹt và bóng quẹt kẹt như quẹt thì nó gây cái bão cái đó cái hồi tử nhưng nặng trong bóng trong quẹt vì khi mà cái bóng nó đẹp lại cho nên mình kiểm tra là cái gì cái áp lực độ đạt hồi nó vừa của không đó là mình nói về cái gì cặp cách cặp sẽ ra cặp ở đây cho đây là những cầm còn trong cái túi vô khuẩn không dùng lớn cái cầm này mình sẽ kiểm tra gì cái trên đây có những thông số thấy không thì số đầu tiên trên đây là chữ ID 685 tại vì
học bên chuyên viên sức á, thì là sẽ nói là với đội thành đó bạn sẽ nên đặt số 18, và tuổi đó các bạn đặt số 20 thôi. Với người châu Á, người châu Âu gì đó thì lúc đó bạn sẽ đặt cái ống phù hợp, là bạn khi đặt cái vị trí đó cố được số đó thì bạn đảm bảo là bạn chưa đủ cái nhánh phổi bên phải, chứ bạn sâu hơn mình đâu thì sẽ qua nhánh phổi bên phải nhiều hơn, thì tức là bạn không cái nhu cầu phổi thôi một cái phải không? Cho nên là cái số này là để tùy theo kiểu là khi mà đi như anh đi mê mà kiểm tra đó. Còn bây giờ mình biết là gì, cầm đặt vô biết số này là đường kính, đây là số đó thì dài bao, còn đây là gì mình đặt ở bản điên nhánh này đâu, bạn có giờ đặt tới đây không, không giờ đâu, mình đặt qua đây là tới đây không bắt đầu, không giờ tới đây đâu. Nhưng mà những người này, thì ta cũng rất là dễ bọc lỗ và đặt ra cái này nó bọc tổng cái mô hình nó ít hơn, nên là đặt đi, nên là cái số này thì bạn thực hiện tới những người bạn phải cẩn thận, được chưa? Rồi sau khi mình mặc xét này ra xong, mình kiểm tra xong thì làm gì nữa? Thì cái túi giấy, cái túi giấy phòng luôn cũng như nè, tại vì tôi ví dụ nha, hiểu không? Thì bạn sẽ chỗ này bạn mở ra không? Thì bạn lấy cái phim xe bạn sẽ đưa vào đây, thế bạn cầm mình kéo ra đây, bạn đây của bạn, hoa này, hoa, tại vì cái xe trong lòng mình vốn luôn, bạn chỉ luôn này ra một chút thôi, chứ không mình lại thấy như vậy, đấy là người trong lòng cầm cái phong lòng, đó là cái này là chỗ này là cho bạn lấy cái giấy này, lấy vô. Dạ, lấy vô lấy đọc thì nó hình, nó vừa ý thì có thể là vừa lấy tuyết. Đây là bạn đưa lại một bộ sẵn nhé. Đây là mình đã bẻ này nghe. Để tránh này là phụ tới. Nếu bạn không bẻ này ra thì là không nằm ở đây. Nó lỗi ở đây không nằm. Tâm lượng cái quẹt. Cái không nằm thì làm gì? Thì luôn cho bạn gì? Đây là cái phòng ẩm trong. Nếu bạn đặt cái này vô á, cái ống ở quẹt thông xưa nó phải được trong dễ để vô. Nhưng ngày nay ta biết cái đó là tác dụng mình nếu để cân cứng dễ đưa vô thì tổn thương quẹt. Nên là dựa nó bất mềm lại thì nó có thể đặt nó không nào rồi sẽ bẻ hay là cong lên đúng không? Bẻ lại vô muốn coi thẻ tâm như thế nào cũng có thể không có đẹp chưa cầm lại nào thì dây gì không cầm nào nó cũng dẹt cả nổi thấy không? Các bạn hiểu gì rồi các bạn đã quay rồi các bạn hiểu cần phải không cần phải lo cái đẹp của mình luôn à, đúng không? Dạ cái bẻ thông thông để đó bẻ này thì cứ ngoài cái túi chú mừng tại cậu không biết nỗi quẹt dựng trong cái lòng chú mừng mà mình cứ bẻ cái ngoài ra trong đúng theo bước mình đặt ra nha cái bàn để đây cái này là cái đèn đến cái đèn thì bây giờ là cái đèn thì sao thì bây giờ cái vấn đề thi đó, mình các bạn là đa số là cái phần thi đặt ở ngoài là đa số là 10 người là 8 người đó 9 người đó rớt hay là điểm không cao hay là 3 điểm 2 điểm không đang cái cạnh người điểm không chỉ là 3 điểm 4 điểm 2 điểm thì rớt có người lấy cạnh của nó là gì trong đó một trong những lỗ đó là gì đúng cách cầm cái này dù bạn thấy ở em sẽ tiến hành kiểm tra và quẹt cái thành lợi quẹt để nguyên trong lòng của cái túi của phụng mình đặt bôi xeo và đặt trong lòng để trong theo kiểu mình đặt đó là cái thứ nhất là quẹt thứ hai cầm đèn cạnh cũng hay gì mà thôi gì sai đấy dù tiên cầm đèn cạnh quả luôn vô cuộc này sao lại vô được hay không? Bạn gắn vô gì đó? Sao lại ôm nạp cái đèn lại không vô? Bình thường không gắn vô. Bạn gắn vô gì xong, bạn không mở gì. Ok. Bạn đọc xét. Đó, bạn bảo sai. Đó, cái đèn thì phải cầm gì? Khi gắn đèn là cầm cái thân đèn là bên tay phải. Đó, tay phụng bên đó. Lưỡi đèn cầm bên trái. Khi bạn gắn vô bạn cầm gì? Bạn thấy cái đèn cũng nhạt. Cái ngàn cái đèn thì bạn nhìn vô là một bên gì bên góc bên trong nè thì bên trong nè là có cái ngàn đó, ngàn thì để quay về cũng lưới đèn được quay ngược vậy nãy có quay ngược cũng vô nè à đi vô nè từ là phải không vô mẹ cũng vô đèn đã cũ rồi thì cho nên bạn cầm đây bạn quay cái phần ngàn về cái lưới đèn cầm gì thì bạn nhắm vô không để đây đừng để ngang nhìn ghép luôn nè quay vô còn để cái ghép cũng vô bạn cầm vô đây này bạn 45 độ đủ 45 độ bạn lấy ngón tay cái này khi này ấn xong luôn ngón tay cái xuống dùng luôn cái cầm lại thân đèn cái dần bật lên ra bây giờ tôi lấy tiền rồi
là bạn cầm tiền bạn đưa nhà mình dưới đèn cầm gì bạn để này dưới đây nó tự dụng đúng là bạn ở tại cái nhà bạn cứ nhấn xong đâu để xuống đừng có để kìa nói là em dạy để kìa mình cũng được không bị kẹt tay rồi như 10 lần nữa cũng không bị kẹt hết cho nên mình có bao giờ mà để bị tập thói quen luôn khi để gắn vô nhấn xong buông ra để ra chắc tổn thương tay là tại mình còn làm những khác nữa chứ không phải là trường hợp cái không tay kẹt bữa nào bị kẹt thì sao đau đau là những thủ khác là sai sót nhiều hơn lúc bạn là bác sĩ kim mới được sức bạn một bệnh tật chung mấy chục mẫu còn làm đau là bạn sơ sút còn lớn sơ sút nó do tại những tay tôi của nó xuôi cái đồ xuôi tại thói quen mình đã hướng dẫn rồi khi ăn xong để tay để tay là để tay trên nó an toàn mà cuối cùng bị những cái của cái hậu quả cái này là khi ăn xong nó gì khi mà bật lên mình thấy cái đèn sáng chỉ ra thì cái đèn này sẽ dùng được nhưng mà sáng cái chân nó mới sáng cũng mờ mờ lên như vậy và khi cầm đứng lên đèn sáng lên gì cầm tay phải ở ấn gì là mở ra không thế sáng được không đèn có dưới mình mà được đây thế là dùng tay dùng nhẹ đèn đèn nó có lỏng dùng cái sáng mà không thấy nào các bạn đang ngồi sau cái quầy mình vừa mở lên nó rớt cái đèn vô một cái lúc đó quên bị sao đây à chắc là bảy mình các bạn cái thằng mình thắp đèn gỡ ra làm cho mình gỡ chưa tại mình